Nãy giờ nói chuyện nhưng chưa hỏi tới là cái hội đó tên là cái hội gì ạ? Dạ, hồi xưa là tôi cái hội dân quân chính Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tôi về Việt Nam là tôi cải lại cái danh chung là hội trương trợ Mỹ Việt hải ngoại. Thì ở Việt Nam thì có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau cần sự giúp đỡ. Cái hội tương trợ Mỹ Việt của ông thì thường tập trung vào những cái đối tượng nào để giúp? Dạ, thưa anh, nói thật ra đó, trung giấy phép tôi giúp đỡ từ miền Bắc đến miền Nam, là nó cho về chính quyền miền Nam cho, nhưng mà thường ra tôi giúp từ Quảng Trị vào dưới cái miền Nam hồi xưa là nhiều, là vì từ miền Nam hồi xưa đó, tất cả cái số anh em mình đó, là sau này về đó rồi đi lao động đi khác cũng bị bom bị mìn, rồi hồi trước là chế độ miền Nam cũng bị, bây giờ nó bỏ đi cả, trừ rơi anh em về người bán về số, là người về vụt đùa, rồi người về đủ thứ rất khổ. Cho nên từ Quảng Trị mà vào đến Cà Mau đó thì cái số người mà tàn tật rất là nhiều, là bỏ lá bỏ lết rất khai, bây giờ đỡ nhất là người bán về số, người vọc đùa, người có khác. Cho nên nói thật miền Bắc tôi xác nhận rõ ràng, không phải là tôi là tuyên truyền, nhưng mà tôi tìm miền Bắc là không có một người nào sẽ cục hai chân là cục hai tay cả. Nếu có là họ vô các cái cơ quan mà của chính quyền để họ làm việc, vì họ là người đặc ân. Chứ còn miền Nam là không được ăn, mà mình còn nghĩ đáng lẽ là đúng, mình nên cầm súng chống lại họ, thì bây giờ làm sao mà được ăn được, nó rõ ràng ra. Cho nên chúng tôi là người sanh đại Việt Nam, chúng tôi phải làm việc đó. Thì ai có hiểu tôi cảm ơn, tôi có nói, ai hiểu tôi cảm ơn, ai không hiểu tôi phải cảm ơn. Nhưng mà thò giáo tôi, chỉ dạy cho tôi, đúng thì tôi sẽ làm. Vậy là coi như là cái đối tượng là đa số là... thương phê binh của phía miền Nam. Ngoài ra những cái nạn nhân cũng của chiến tranh nhưng không phải là thuộc về gọi là trong quân đội, trong lính, nhưng mà cũng là nạn nhân của chiến tranh. Thì cái hội của ông có giúp đỡ không? Dạ có. Nhờ thưa anh thế này, cũng trình bày. Nói thật ra đó, 8 năm này tôi gửi từ khi mà tôi chưa về được đó. 2000 là một chính quyền Việt Nam cho tôi về. Là vì tôi về cho là nhiều lắm. Bây giờ cái sử là nói thật anh, cái sử 75 đó, quân đội miền Nam mình còn bây giờ còn phần 3 thôi, chẳng còn nhiều đâu. Là vì tuổi nữa, tuổi 80, 82 và tật nguyền cục tay chân là chết rất nhiều rồi, còn khoảng phần 3 thôi. Như còn một số người là sau này bom mìn đi lượm dôm, đi đụng củi, đi đục thang, rồi cái sử bom đạn cái đó là có, tôi vẫn có cho. Mà phần nhiều cái số đó là ý cục 2 giò, mà cục 1 giò rất nhiều. Là vì cái bóng bi là một này, kỳ R142 vì tôi công binh là tôi vấn đề, và kỳ bom mình là tôi tranh gì lắm. Cụ thể là mỗi năm ông về mà mấy lần, mà theo cái đợt hay là theo cái định kỳ như thế nào, hay là tùy theo? Thưa anh, tôi cảm ơn anh hỏi. Cái định kỳ thì không có định kỳ. Nhiều khi cũng nói thật anh là anh em mà cho tôi được 1-2 ngàn là 500-300, thì tôi bỏ thế 500-300, tôi về tôi đi làm. Tôi mới là nghỉ làm trong khoảng 7 năm này, nghỉ hưu hả? Nghỉ hưu 7-8 năm này, không nghỉ hưu. Tôi làm thì bây giờ đến tiền già tôi cũng làm nữa thôi. Nhà tôi làm corporation thì nói thật anh, thì tôi cũng rất là, vì tại sao mà tôi làm được? Nếu vợ tôi mà không có lòng tốt, không để cho tôi làm việc thiện này, thì tôi không phải bao giờ làm được. Cho tôi xem một hai lời nữa. Trước ngày mà tôi vượt biên là tôi là khổ lắm, vợ chồng rất khổ, thấy cái tương lai con cái mà phải vợ phải đi bán máu, tôi phải đi đạp lúa một ngày một công lúa chân chảy máu luôn, mới tìm ra đến Mỹ, chẳng phải ai giúp tôi một đồng một cắc, tôi đến Mỹ đâu, mà tôi từ vợ chồng tôi từ hy sinh cái cuộc sống để mà cho con có hạnh phúc, có tương lai trong ngày hôm nay, học vẫn được ngày hôm nay. Thì thưa với anh vậy, cho nên cái sự đó cả vợ đồng chồng, mình họ ăn là còn, cho mình ăn là hết. Vì vậy vợ chồng tôi có trích duyệt ở chừng nào. Nhà thưa anh, trước đây bao nhiêu năm đó, tôi cả vợ chồng nhiều thức cả đêm luôn, lườm lon này, lườm giấy này, rồi ngày đi làm này, rồi sửa xe này, tất cả là dùng về Việt Nam, là cho anh này. Còn ông có những người con như thế nào, và các con của ông có ủng hộ trong vấn đề này không ạ? Nhà thưa, con nhiều khi nó ủng hộ, mà nó ủng hộ chập nó ngã, là vì thế tôi có con cũng nhiều lắm.
kiến trúc sư có, rồi vợ chồng kỹ sư có, rồi nhiều cũng cho, nhiều khi nó về đến tháng về cho đứa 200-300, cho 500 ngàn làm hàng cho. Nhưng có khuyên ba ơi, ba làm cẩn thận, sau nếu ba đói là ba hết tiền thì ai mà cho. Như cứ còn ba làm một chuyện đem ba cái to thì mà to lung tung người khác. Nhưng mà thấy mình thấy không vậy, nói tôi còn nói cả con ơi, cả con phải nhớ khi cả con có tương lai, cả con có học thức, bây giờ cả con kiến trúc, cả cái dược sĩ, thì bây giờ hôm nay giờ ai, giờ ai đó. Cho nên vì vậy đó, cả con cứ cho, ba muộn cần hy sinh cái bản thân của ba để sao cả con là con, cả con được chén cơm manh áo cũng như mọi người. Chị ba chỉ cần cho đời ba chịu hết rồi, khổ quá khổ rồi. Ê, trình bày thưa bác, cái vấn đề mà ông làm từ thiện như vậy đó thì cái tiền bạc mỗi lần mà mang về để mà giúp đó thì nó ở cái số lượng như thế nào ạ? Dạ, dạ thưa thầy này, cùng trình bày từ ngày tôi có giấy phép rồi chứ tôi đem số lượng vì không có nhiều, đem khi mua nhiều có là phải 5-7 ngàn là nhiều, chứ có nhiều. Nhưng mà từ ngày tôi đi cũng thấy đến ngày hôm nay gần 42 lần rồi, nhưng mà chưa có bao giờ họ xóa khỏi họ túi tiền bạc quán người. Tính ra trung bình một năm đó thì ông mang về Việt Nam giúp khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, Việt Nam thì đó nhiều phát nhiều, cũng có nhiều đó. Điều tôi tính cả một năm thì cùng lắm là 5-6 ngàn là nhiều, có nhiều đó. Là vì đi 3 đợt là 2 đợt được 2 ngàn, 3 ngàn bạc. Nếu anh em cho nhiều tôi về cho nhiều, mà anh em cho ít tôi về cho ít, tôi bỏ thêm tiền tôi nữa. Như vậy đó. Là vì thế này, nó thật anh đó, tôi có mục tiêu đó, cục 2 giò thì cho 500 ngàn. Mà hồi nữa bạc nó đổi 100 là 1,5 triệu thôi. Nhưng mà cục 1 giò tôi cho 300 ngàn. Là vì nó đông phải ít, nó đông lắm. À, chẳng phải nó đông lắm, bên Việt Nam nó đông lắm. Còn bên những gì? Cái chi phí, không, chi phí máy bay hay là máy bay đâu tôi lo cho. Là ông tự lo, chứ không dạ, dùng vào cái tiền của dạ, người ta ủng hộ. Dạ không, không có. Cái tiền này là tiền tôi làm, tôi làm đây nè. Tất cả mọi cái tôi được làm thêm, tất cả mọi cái tôi có nói danh như hồi là tôi phải lượm lon, lượm giấy, tôi sửa xe. Tuy nhiên là tôi sẽ chúi đó, nói rõ ràng đó. Vì vậy vì tôi già rồi tôi sẽ chúi đó. Hay là tôi đi làm sửa nhà, sửa cửa họ, tôi có đồng tiền tôi tích lũy, vợ con tích lũy, hai vợ con về. Tôi làm có chứng minh đàng hoàng, tôi có chứng minh cho ai, giấy tờ, tất cả mọi cái tôi có chứng minh. Một trong những cái vấn đề mà những người mà ủng hộ các cái hội từ thiện ở đây đó, họ e ngại đó, là có hai cái vấn đề. Thứ nhất là họ thường e ngại không cái đồng tiền của họ tặng đó không đi tới tận cái người tay người cần, mà nó rơi vào một cái cấp nào đó trong chính quyền. Và một cái lo thứ hai là người ta lo chính cái người mà hoặc là cái hội mà quyên tiền đó, họ không có trong sạch để mà làm cái chuyện đó. Ông có cái ý kiến như thế nào về chuyện đó ạ? Dạ thưa anh, tôi đi việc nhưng có cái kinh nghiệm, tôi thấy cái đó là cái anh nói rất là rõ ràng. Tôi chỉ kêu gọi tất cả cái hội này phải đề cao cảnh giác, phải sẵn sàng về vậy, phải tìm những người rất là tin cậy mà làm. Tôi có nhiều gặp nhiều anh em, tôi mới xin số điện thoại, họ sẽ nói trong bên đó có hội này hội khác cùng nhận tiền không, anh phải cam đoan cho số điện thoại, cho địa chỉ mà ông cục khai dò, ông gửi rất nhiều lần ra mà không nhận được chi. Cho nên chút nữa tôi sẽ đưa cái băng cho anh về, anh kịp anh mở băng anh coi, tôi có cái băng đàng hoàng, anh mở anh coi rồi anh biết. Một ông trung úy Lê Huỳnh Đức ở Nha Trang, chúng nữa tôi gọi gì tôi đưa đi cho anh. Rồi một ông Đại Ủy Bé, một ông là ở tiểu đoàn 11, một ông là ở tiểu đoàn 6, ví dụ chỗ này hai ông nữa thì tôi cũng giờ gửi hai ông, thì giờ là hai ông có lời chi gửi giờ không nhận được thì ai ông cũng có nói là tôi có nhận được Mỹ Đức, tôi có nhận được Canada, mà riêng bà trung tá hình nhân thì tôi không nhận được nhé. Tôi cam đoan tôi không nhận từ 75 này, tôi không nhận một cách nào cả. Trong cái tổ của băng cỏ tôi sẽ đưa anh. Là vì thế này, cũng nói thật ra đó, nó khổ Việt Nam, nó khổ thế này. Cái thứ nhất tên này mà anh nói vận động tổ chức quyên tiền cho Thương Hòa Bình, mà Thương Hòa Bình là kẻ địch của chế độ miền Nam, không phải dễ dàng. Đó là một. Thứ hai, anh là người đám đảng nắm đồng tiền, mà anh không về Việt Nam anh không biết rõ đồng tiền đi về đâu.
chả không có đòi lỗi được. Là vì thế này, nó có nhiều lắm. Tôi thưa với anh thì chắc các lãnh anh có về Việt Nam. Chính anh em mình chưa tin. Tôi vừa gửi cho, tao cho mình trăm này rồi tao gửi cho mày, mày đưa thằng cái cho thằng 50 nghe mà 50 thằng đưa luôn, sai luôn. Kể cả anh em, huống chi đây là bạn bè nắm bạc lấy đem về, chưa chắc tin người đó. Thấy chưa? Thì một có số, mình có số tin mà có số lắm có tin được. Nhiều khi, thứ anh này tôi về nhiều lần tôi muốn nói, là vì tại sao? Mình nói lên, họ nói là vẫn tổ chức quyên tiền được 1 triệu rưỡi, 500 ngàn, 700 ngàn mà nói ra là vì tiền đó mình làm không được là mình soi bỏi, mình phá tốn bao nhiêu phạt. Tôi cứ mong muốn cầu xin họ làm việc đúng, mà không đúng thì trời phạt họ, cho phạt tôi sợ tôi phải nói cho họ. Cũng như trước đây hồi anh Tuấn nổ vỡ cả triệu bạc rồi, nhưng mà sợ nó chết nữa thì mình cái cộng đồng mới đi mang cái tiền đó. Mình có làm gì, làm sao thì mai mốt thôi, thằng chết thẳng vào mắt thôi. Có những cái tin đồn, dạ, mà không biết là có thể chứng nhận được hay không. Dạ. Có những cái tổ chức hoặc là cá nhân mang danh tiếng đi về Việt Nam làm từ thiện đó. Dạ. Rồi không phải là không giao tiền tới người cần, nhưng mà lại có sự bớt xén đi ở đó. Dạ. Ví dụ như là những cái xe để cho những người tàn tật đó thì tốn độ, thí dụ thôi là tốn độ 100 đô thì yeah, họ nói là tốn 500 đô. Yeah. Rồi làm hóa đơn như vậy. Yeah. Hoặc là tiền gạo, tiền gì đó, tức là yeah, cái gì cũng gọi là mua ít nhưng mà yeah, mà làm cái hóa đơn thì nhiều. Yeah. Cái chuyện đó theo ông nghĩ là có xảy ra không ạ? Dạ, cái nó xảy ra nhiều. Nãy tôi nói rõ, tôi nói sai mà tôi nói. Tôi nói với mục sư Nguyễn Xuân Bảo nói cái diện là 500. Anh làm 500 làm 5 ngàn bằng được, mà 50 làm bằng được. Nếu khi mình giúp cho người ta là mình giúp, đừng đề cập lại cái diện 500 tầm tồn 5 đồng là khác, đừng hoàn làm cái đó. Làm đó thôi. Vì thế này ở Việt Nam nó nhiều cái phương cách lắm, đáng phải vừa. Là vì thế này, nhà thứ anh tôi còn nói thế này, tôi đạo diễn nhỏ, có những khổ tôi đạo diễn cho. Mà một cái diễn là vì mình có tiền phải xây cao cho họ, phải xây cái ô đô cho họ đâu. Anh đào diễn mượn qua tới thì chỉ có 40 đồng là đào diễn cho ngon lành, mà sâu 24 thước. Cái vấn đề này ông vừa mới nhắc tới mục sư Nguyễn Xuân Bảo. Yeah. Thì những cái chuyện liên quan tới mục sư Nguyễn Xuân Bảo, chúng tôi nếu có dịp sẽ yeah, phỏng vấn ông thì mục sư Nguyễn Xuân Bảo. Yeah. Chúng tôi không có chủ trương là dạ yeah, đúng rồi, đúng. Nói sâu lưng ai tất cả. Dạ, thưa thật này, tôi đã nói rõ trước đây là vì có mỗi người dân họ than vang, họ nói bên nữa là xin một cái diễn 500, 700 làm diễn tôi rí khác đàng hoàng, mà tôi diễn đủ có đâu. Về đây cho tôi 1-20 lùng gạo rồi đi thằng ro thôi. Như vậy là tôi còn nói chuyện là thưa anh như vậy. Thì cái đó mình họ nói lại sao là mình tương thuộc lại cái lời họ nói đây. Để làm gì? Cũng Nguyễn Xuân Bảo vậy, cũng như mà Trung tá Hành Nhân cũng vậy. Cố gắng làm răng cho người tàn tật, phải cố đến những cho phải chất phạt, cho phải thật thà làm răng người nhận được hay là không nhận được, để nó rõ ràng, để mà lấy cái ơn đức của mình mà trao cho họ. Hồi nãy ông có nhắc tới là các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa dù sao vẫn là kẻ thù của chế độ. Dạ đúng. Theo qua những cái chuyến đi ông đã từng đi qua Việt Nam nhiều lần như vậy đó. Dạ. Ông thấy cái sự gọi là đối xử của chính quyền đối với lại các thương phế binh cho tới hôm nay là 30 mấy năm rồi, thì cái sự đối xử nó như thế nào ạ? Thưa anh thế này, nếu có đối xử đó, tôi thấy hiện nay đối xử đó, cái chế độ Việt Nam đó, anh đừng chống đối họ thì họ không có làm một cái cường ép cho anh cả. Anh cứ thường thường sống đang ngăn bạn về sổ ăn, sống với vợ con, làm quân nhân, họ còn lòng chạm anh cả. Rõ ràng tôi nói không phải tôi cố lắm nhỏ, mà rõ ràng như vậy là vì người đã tàn tật. Có một điều là họ không giúp được một cái gì cho những người tàn tật. Là vì bên nữa tôi sẽ biết người già bây giờ nó không có những là tiền già ấy, mà ít thôi. Rồi như thương ở bên thì của họ là họ đặc công, là họ có hưu này, rồi họ những công việc ưu tiên này, thì cái nào của họ là tùy của họ. Nếu một cái chế độ miền Nam của thằng chế độ miền Nam làm như vậy thôi, không có trách cho nào cả. Tức cho nên là các thương phê bình yeah, của phía Việt Nam Cộng Hòa không nhận được một cái phúc lợi xã hội không có xã hội không có.